Mỗi ngày của bác chị mình có thể làm từ 1 đến 2 lần như vậy, thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu độc, tiêu viêm, mau kéo da non. Rất tuyệt vời không? Nó sẽ tái tạo, nó kích thích tái tạo tế bào mới. Từ đó mình chúng như dân gian thì người ta gọi là kéo da non, thực chất ra nó tái tạo tế bào mới. Tế bào da chúng ta đó, nó tái tạo lại tế bào mới, nó kích thích. Như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Xin chào các anh chị, thì hôm nay hãy sẽ mang đến cho các anh chị mình một cái loại cây mà nó có thể trị được cái bệnh áp xe. Nó trị được cái vấn đề là vết thương bỏng nè, rồi đứt tay, đứt chân, rồi vết thương không lành. Rồi khi mà chúng ta ăn uống mà nó không tiêu, rồi chướng bụng, phình gọi là bình hơi. Thì cái loại cây này thì nó rất là mọc, rất là gọi là phổ biến và rất là rộng rãi ở Việt Nam chúng ta. Theo mình biết thì ở chỗ nào cũng có. Đó là loại cây gì mà nó lại trị được một số bệnh mà chúng ta thường mắc gặp hàng ngày? Đây nè các anh chị. Thì đây nè các anh chị. Các anh chị mình nhận ra đây là cây gì không? Đây, trái của nó đây. Và trên này là cái cây to của nó này các anh chị. Đây. Cái này nó phân bố rất là rộng rãi ở Việt Nam chúng ta, có nghĩa là ở đâu hình như hãy thấy cũng có hết. Cái này là cây bời lời hoặc là cây bời lời dầu. Vì sao hôm nay hãy lại chia sẻ cho các anh chị mình cái tác dụng tuyệt vời của cây bời lời này? Đó là nó có thể trị được cái bệnh áp xe và áp xe vú và nhiều cái bệnh khác nữa. Trái của nó này các anh chị. Đó. Trái của nó là của anh chị mình nhìn kỹ là nó có đốm 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 trắng trắng của anh chị. Đó. Và cái lá của nó đây, cái lá cái cây bời lời này khi mà của anh chị mình dò nó có tỏa ra một cái mùi thơm hết của anh chị mình ha. Ở đây Hải đã hái được một ít trên này. Và hôm nay xin mời các anh chị mình đi vào những cái bài thuốc tuyệt vời trị áp xe và nhiều bệnh khác nữa từ cái bời lời này. Rồi xin mời các anh chị. Thì đây là cái bời lời mà mình đã chia sẻ cho các anh rất 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 kỹ rồi. Các anh chị mình nếu mà ai mà chưa biết cây bời lời thì chúng ta sẽ tra vào Google, chúng ta sẽ biết cây bời lời ha. Bời lời này nó còn có tên là bời lời nhớt đó, hoặc là bời lời dầu, hoặc là cây nhớt. Bởi vì sao? Cái vỏ của nó nhớt, nó có cái chất nhớt. Khi mà chúng ta dạt cái vỏ ra, nó có tiết ra một cái chất nhớt. Và cái trái của nó khi mà chúng ta bóp ra như thế này thì nó cũng có cái chất nhớt đây đó, chất keo, chất nhớt. Thường thì người ta thường hay dùng cái bời lời, cái nhớt, cái vỏ cây, cái nhớt của cái bời lời này để người ta làm, ví dụ như làm nén hương nè, rồi người ta làm giấy đó, hoặc là người ta làm, nói chung là rất là nhiều cái đồ làm về cái công nghiệp của anh chị mình, cái bên ngành công nghiệp rất là nhiều. Thì vấn đề đó là về công nghiệp, và hôm nay hãy sẽ chia sẻ cho các anh chị mình từ cái cây bời lời này mà chúng ta có thể vận dụng vào cuộc sống để chúng ta có thể trị nè. Thứ nhất là vết áp xe. Áp xe là tất cả các loại áp xe đó, có nghĩa là áp xe chỗ nào, thường thì áp xe nó mọc bất cứ chỗ nào cơ thể chúng ta. Rồi nó trị được vấn đề là chúng ta bị vết thương á, vết thương hở nè. Rồi nó trị được viêm mủ nè, rồi nó trị được cái chứng mà chúng ta bị bệnh hơi ở, nói chung là lình bệnh chúng ta ăn không tiêu á. Để đi vào bài thuốc thì hãy chia sẻ thêm cho anh chị mình là cây bời lời này thì cái tính vị của nó là nó hơi đắng. Đó, hơi đắng và tính nhạt thôi. Bộ phận dùng của nó thì thường chúng ta sẽ sử dụng một là lá, hai là vỏ cây ha. Đó. Thì cái họ cái cây bời lời này, cái họ của nó là cái họ long não. Thì cái họ long não thì các anh chị mình cũng biết rồi, nó có cái mùi thơm. Thường cái lá cây bời lời này khi mà chúng ta dò chúng ta hửi nó có một cái mùi rất là thơm. Nhưng mà tùy theo người, có mùi người thấy là dễ chịu nhưng mà có người thấy là khó chịu. Riêng Hải thì Hải thấy nó cũng không dễ chịu lắm. Đó. Cái quả này chúng ta sẽ không sử dụng hết các anh chị mình ha. Rồi. Cái bời lời này công dụng của nó là tiêu viêm, tản nhiệt, hút mủ, rồi tiêu sưng, rất là tốt luôn. Rồi nó làm thứ nhất còn thêm một cái nữa là nó kích thích mà mau ra da non, mau tái tạo cái tế bào á, mà cái vết thương của chúng ta nó sẽ giúp vết thương chúng ta mau lành. Ngoài ra nó sẽ giúp chúng ta mau liền xương, rất là tuyệt vời.
Thì như vậy thì cô bác anh chị mình cũng đã biết sơ khởi về cái cây bời lời rồi. Bây giờ bài thuốc thứ nhất ấy, là hãy chia sẻ cho các anh chị mình là khi mà cô bác anh chị mình bị áp xe. Hôm nay hãy chia sẻ ba bài thuốc cho các anh chị mình ha. Bài thuốc thứ nhất trị áp xe. Thì áp xe là gì? Áp xe, nguyên nhân xảy ra áp xe. Thứ nhất ấy, là áp xe thì nó sẽ có bất cứ ở đâu trên cơ thể chúng ta. Mà áp xe là do cái tuyến bã nhờn và cái tuyến mồ hôi chúng ta nó bị tắc nghẽn. Đó, tắc nghẽn. Hoặc là do mà chúng ta bị thường của anh chị mình thấy mấy cô y tá mà chích thuốc mình đó. Thì chích xong người ta dò ngay chỗ, xoa nhẹ ngay chỗ chích đó. Thì để cho cái thuốc nó tản đều ra, nó lan đều ra. Nếu như chích vào mà không có xoa nhẹ nó thì thuốc nó sẽ không có phát tán ra được, nó sẽ ở lại một cục đó, từ từ nó sẽ tạo thành một cái cục cứng. Đó là một cái áp xe ha. Còn đó là áp xe do chích thuốc. Còn áp xe mà do cái gọi là viêm nang lông nè, rồi tuyến bã nhờn nè, và cái tuyến mồ hôi chúng ta nó bị tắc nghẽn thì nó sẽ cũng tạo ra áp xe thôi. Thì trong áp xe nó có cái gì? Đó là một cái khối cứng mềm mềm. Nó ở ngoài da chúng ta nó sẽ có biểu hiện là nó sưng đỏ lên, khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ đau. Ở trong đó nó có những cái chất dịch nhầy, ví dụ như là mủ nè, rồi bã của bạch cầu đó, rồi dịch nhầy gọi là mủ đó. Thì như vậy thì nó sẽ tạo ra áp xe. Nhưng mà của anh chị mình nếu không điều trị á, thì dần dần nó sẽ lớn ra đó, nó gần giống như là mụn nhọt với của anh chị mình, đinh nhọt mụn nhọt nó gần giống như vậy. Rồi đó là một số thông tin đơn giản cơ bản để chúng ta có thể hiểu một số vấn đề về áp xe và lý do nguyên nhân đó. Rồi bây giờ đi vào cái bài thuốc đơn giản lắm. Các anh chị lấy cho Hải là 12 gram cái lá của cây bời lời dầu bời lời nhớt này tươi, hoặc 12 gram cái vỏ tươi ha, nhớ là vỏ hoặc là lá, 12 gram. Ở đây Hải chia sẻ ở một cái diện tích, ở một chỗ nhỏ thôi. Nếu của anh chị mình bị nhiều chỗ thì chúng ta sẽ nâng liều lượng lên, đây là một cái liều lượng của đông y. Thì của anh chị mình có thể, tại mình chúng ta sẽ đắp ngoài da cho nên của anh chị mình có thể nhân liều lượng cao lên, nhiều lên. Ở đây Hải nói chính xác cái liều lượng của đông y. Thì chúng ta sẽ lấy 12 gram cái lá hoặc là cái vỏ tươi, lá tươi hoặc vỏ tươi của cây bời lời nhớt này. Của anh chị ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch qua nước sạch để ráo đi. Và của anh chị lấy thêm cho Hải là 8 gram cái rau sam. Rau sam thì của anh chị mình cũng biết ha, rau sam nó thường mọc ở miền quê. 8 gram rau sam. Nếu của anh chị mình không có rau sam thì chúng ta cũng có thể sử dụng độc vị cái cây bời lời này được ha. Còn nếu chúng ta có rau sam chúng ta cộng vào, rau sam thì nó cũng nhớ của anh chị mình nè, cộng vào với cây bời lời này thì nó càng cao hơn, cái tác dụng của thuốc càng cao hơn. Sau khi mà chúng ta đã ngâm hai thứ đó vào trong nước muối loãng rửa sạch để ráo, của anh chị mình giã thật nhuyễn ra đó, và của anh chị mình đắp trực tiếp vào cái chỗ chúng ta bị áp xe đó. Áp xe có nhiều nó đa dạng lắm, áp xe vú nè, rồi áp xe hồng môn nè, áp xe âm đạo nè, áp xe xương cùng của xương sống nè, ở cái xương đốt xương cùng của cái đốt xương sống chúng ta đó, xương cùng đó. Rồi áp xe, nói chung là nó áp xe nó sẽ đến với chúng ta khắp nơi, nói chung là nó thích mọc chỗ nào thì mọc thôi đó. Có nghĩa là trị tất cả các loại áp xe, nhất là áp xe vú ha. Thì chúng ta sẽ đắp vào đó, cố định vào đó ha, cô bác anh chị mình cố định vào đó khoảng 2 đến 3 giờ sau thì các anh chị mình sẽ lấy ra và lau sạch cái chỗ chúng ta mới đắp á, lau sạch. Mỗi ngày của anh chị mình có thể làm từ 1 đến 2 lần như vậy. Thì nó sẽ giúp chúng ta hút mủ, làm nó kích thích vết thương, cái chỗ chúng ta bị nó mau kéo da non, tiêu viêm, tản nhiệt. Tản nhiệt là cái gì? Khi chúng ta bị áp xe thì cái chỗ đó nó sẽ nóng, chúng ta sẽ cảm nhận được nó sẽ nóng. Nó bị nóng. Đó, nóng, gọi là nóng rát đỏ đau của anh chị mình, nóng rát đỏ đau á. Thì đó. Thì như vậy thì nó sẽ tản nhiệt, có nghĩa là nó sẽ làm mát cái vết mà chúng ta bị áp xe, và nó hút mủ, tiêu viêm đó, và nó sẽ giúp mau kéo da non, từ đó nó sẽ giúp chúng ta trị được bệnh áp xe ha. Rất là tuyệt vời. Bài thuốc kế tiếp thì Hải muốn chia sẻ cho các anh chị mình khi mà chúng ta bị chướng bụng, phình hơi, no hơi, ăn không tiêu, ở chua, từ cái loại cây như thế này, từ loại cây bời lời dầu bời lời nhất cái này. Thì để có bài thuốc thì của anh chị mình rất đơn giản thôi. Của anh chị mình lấy cái lá này, lá bánh tẻ ha, đừng có già quá và đừng có non quá. Lấy cái lá bánh tẻ, lá tươi, ngâm vào nước muối loãng, rửa vào nước sạch để ráo, lấy càng nhiều càng tốt. Mình làm mình để dành mình uống.
Thì cô bác anh chị mình sau khi đã rửa sạch và qua nước muối loãng rồi, rửa sạch nước sạch để ráo, của anh chị mình xắt nhỏ ra và chúng ta sẽ bỏ vào cái chảo, chúng ta sẽ rang. Chúng ta rang cho nó giòn, nhớ lửa lửa nhỏ thôi, đừng có lửa lớn quá nó khét. Rang cho nó khô giòn luôn. Nó giòn rồi thì của anh chị mình giã thành bột, nghiền thành bột. Cái bột đó của anh chị mình bỏ vào cái hũ để sử dụng dần. Ha, cho nên Hải muốn nói là của anh chị mình đã làm càng nhiều càng tốt. Chúng ta đã có cái bột của lá cây bời lời rồi. Thì của anh chị mình mỗi lần nếu mà chúng ta bị bệnh ở chua, khó tiêu hoặc là bình hơi đó, thì của anh chị mình lấy cho Hải là nửa muỗng cà phê bột lá cây bời lời, nửa muỗng cà phê ha. Và của anh chị mình bỏ vào một cái ly nước ba cao vậy, ba lớn vậy, một cái ly nước ấm nấu sôi để còn ấm, quậy vào đó nửa muỗng cà phê bột cái lá cây bời lời, quậy đều ra chúng ta uống một lần ha. Mỗi ngày các anh chị mình có thể uống từ 1 đến 2 lần, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Đó, nếu chúng ta bị nặng thì chúng ta sẽ uống 2 lần, nếu chúng ta bệnh nhẹ chúng ta sẽ uống 1 ngày 1 lần, sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Từ đó nó sẽ giúp chúng ta trị được cái bệnh khó tiêu, bình hơi, ở chua. Ngoài ra thì các anh chị mình bị bỏng nè, bị bỏng rồi bị đứt tai, vết thương, lở loét không lành. Các anh chị mình lấy cái vỏ của nó, vỏ tươi ha, giã nát. Trước khi giã nát thì các anh chị mình rửa cho sạch đi, ngâm một đứa muối loãng rửa sạch để ráo đi, và chúng ta sẽ giã nát cái vỏ của cây bời lời này, và các anh chị mình cố định vào cái chỗ chúng ta bị bệnh, bị đau. Thì 2-3 giờ sau thì các anh chị mình cũng lấy ra và vệ sinh lại cái chỗ đó. Mỗi ngày các anh chị mình có thể làm từ 1 đến 2 lần như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu độc, tiêu viêm, mau kéo da non, rất tuyệt vời không? Nó sẽ tái tạo, nó kích thích tái tạo tế bào mới. Từ đó mình chúng nhân dân gian thì người ta gọi là kéo da non, thực chất ra nó tái tạo tế bào mới, tế bào da chúng ta đó, nó tái tạo lại tế bào mới, nó kích thích như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Có một cái lưu ý là khi mà chúng ta dùng cái bài thuốc bị ở chua đó, bài thuốc mà uống cái bột lá này nữa, thì phụ nữ có thai không được uống, trẻ em dưới 10 tuổi hạn chế uống, bởi vì tính nó tính mát thì phụ nữ có thai không nên uống đó. Ngoài ra thì cái bời lời này thì nó là một cái vị thuốc quý ở trong đông y, cho nên là tất cả những cái điểm như là y học cổ truyền hoặc là điểm bán đông y, điểm bán thuốc đó, của đông y thì hoặc là phòng khám gì đó đều có cái vị thuốc cây bời lời nhất này, đều có vị thuốc cây bời lời nhất này. Nên các bác anh chị mình nếu chúng ta ở thành phố không có thì chúng ta nên vào những tiệm thuốc nam, những tiệm thuốc đông y thì chúng ta sẽ có cái vị thuốc này. Còn ở dân quê thì mình thấy cái cây này nó có rất là phổ biến rồi. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong những công dụng rất tuyệt vời từ một cái loại cây rất là phổ biến ở dân tộc Việt Nam chúng ta, ở nước Việt Nam chúng ta, về một những cái loại bệnh mà nó cũng rất là phổ biến ở chúng ta, ai cũng có thể mắc bệnh, không biết chúng ta mắc bệnh lúc nào. Thì nếu như chúng ta có duyên xem được những video như thế này thì chúng ta nên lưu lại cái cách để chúng ta có thể áp dụng sau này, bởi vì nó chúng ta không biết nó đến với ta lúc nào đâu. Thì như vậy thì của video Hải cũng cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Thì Hải không biết nói gì hơn là cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Của video Hải chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.